mẹ làm việc nhà ấy thôi. Một đứa ở nhà, một đứa giặt quần áo đi. Kìa Diệu, mẹ giao việc nhà kìa, mày chọn cái nào? Dạ chọn cái nào cũng được anh. Thế thì để anh quét nhà, mày đi giặt quần áo nhá. Ok anh. Hả? 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 Diệu! Sao mày không đi giặt quần áo đi? Anh quét nhà gần xong rồi đấy. Ồ, công việc quét nhà là của em mà. Anh chẳng bảo là em chọn cái gì cũng được còn gì. Ồ, nãy mày bảo chọn cái gì cũng được. Bây giờ anh quét nhà gần xong rồi, sao lại còn tranh với anh? Em không biết đâu, việc quét nhà là của em. Anh đi giặt quần áo đi, anh đưa chỗ đây nhanh lên. Ồ, mẹ ơi, em Diệu, em tranh việc của con. Thôi, con nhường việc cho em đi. Em có thích quét nhà thì để cho nó quét. Ờ, nhưng mà... Nhưng nhịn cái gì nữa? Đi giặt quần áo nhanh lên, không phải cho ăn đòn bây giờ. Đúng là thiên vị mà. Giờ là lấy, giờ lấu, giờ lấy, giờ lấu, giờ lấy, giờ lấu, giờ lấy, giờ lấu, giờ lấy, giờ lấu. Mẹ ơi mẹ. Gì? Mẹ đang nấu ăn. À, bây giờ có cái loại đồ chơi tên là bóc ít thích lắm mẹ ạ. Cầm vào chọt chọt xong nó kêu bóc 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 bóc. Ui phê lắm. Ở ngoài kia có bán đấy, mẹ mua cho con nhá. Mua mua mua. Suốt ngày mua. Học hành thì không học. Khi mà mẹ, lớp con đứa nào cũng có ấy. Mua bóc ít phải không? Vâng vâng vâng. Thế đây. Cái này này. Về cũng. Đấy. Ừ. Đồ bóc ít thế là gì? Thôi con không chơi cái này đâu, cái này là túi ni lông mà. Thôi có cách chơi được rồi còn đòi hỏi đi ra kia thì mẹ mình nấu ăn. Ơi. Ơi, sao đây con gái yêu của mẹ? Qua thấy mấy đứa hàng xóm có cái đồ chơi tên là bóc ít giúp giảm stress, à, tăng cường trí nhớ và giúp thông minh hơn đấy mẹ. Cái gì? Giúp con thông minh hơn á? Được rồi, để mẹ mua cho. Yeah. 1 hour later. Ui, đã là cá thật đấy. Diệu, mày lấy đâu ra cái bóp ít này thế? Mẹ mua cho em đấy. Anh chơi với, trộm với. Cái này anh động vào hỏng mất của em đấy. Hỏng làm sao được, cho chọn một cái mà. Không được đâu, không cho anh mượn đâu, đi ra ngoài kia chơi đi. Mẹ, sao mẹ mua đồ chơi bóp ít cho cái Diệu mà không mua cho con? Ôi trời ơi, cái Diệu nó học giỏi, chơi thông minh hơn. Con học giỏi không chơi làm gì? Buồn mắt. Sao mà phụng phịu thế? Mẹ, mẹ toàn thiên vị cái Rượu rồi. Con xin tiền mua đồ chơi mẹ không cho, mẹ cho cái Rượu. Em nó còn bé chấp làm gì? Đấy, mẹ cũng nói y chang bố ấy. Thôi được rồi, thích gì bố cho tiền mua này. Nhưng mà đừng nói với mẹ nhá. Con xin ạ. Con cảm ơn bố. May quá bố cho mình đủ tiền mua cái bóc ít và một cái que cay. Mặc dù nó hơi bé một tí, nhưng mà thôi chơi tạm vậy. Ơ, chết rồi. Bóc ít với cả cái que cay thôi đâu rồi. Rõ ràng mình vừa cầm trên tay, nó rơi ở đây mà. Bây giờ sao lại không thấy hả? Mãi mới xin mua được, bây giờ lại rơi mất tiêu rồi. Má! Mẹ ơi cứu con, má! Ta không phải là ma, ta là bụt đây. Thật không vậy? Hay là ông là bắt cóc, ông giả là ông bụt đúng không? Không, ta nói thật, ta là ông bụt đây mà. Thật không ạ? Nhưng mà sao ông bụt mà nhìn lạ quá ạ? Ta vừa bay xuống đây hơi nhanh, nên là gió làm mất mảng tóc thôi mà. Chứ bụt vẫn hơi bị đẹp trai ấy. Thế làm sao mà cháu khóc? Dạ, con cũng không nhớ mà tại sao lại con lại khóc nữa. Chắc là tại con hồi hộp quá, vì lần đầu tiên con gặp được bụt. À mà không phải, hình như là nãy con gặp phải con ma, nên là con mới sợ quá khóc. Hình như cũng không phải. Thế rốt cuộc làm sao mà khóc? À,
con nhớ rồi. Hình như lúc nãy con làm rơi cái pop it với cả một cái que cay mà con xin mãi mới được mua. Vừa được bây giờ ở đây mà cuối cùng quay đi quay lại đã không thấy rồi. Thế có phải pop it và cái que cay này không? Dạ không phải. Cái pop it của con bé mà cái que cay cũng nhỏ luôn. Thế có phải pop it điện tử mới ra mắt và que cay khổng lồ này không? Cũng không phải đâu ạ. Cái pop it của con chỉ có 4 cái nút bấm, que cay thì nhỏ xíu cái này thôi. Được lắm, con thật là trung thực và đáng khen. Ta sẽ tặng cho con tất cả chỗ đồ chơi và đồ ăn này. Thật là Bụt. Dạ con cảm ơn Bụt ạ. Ta đi đây. Toàn đồ xịn thôi. Wow, trời ơi, đồ của ông tặng mình xịn quá trời luôn. Đặc biệt là cái pop it điện tử này các bạn ơi. Oh my god. Wow. Trời ơi, lần đầu tiên mình được chơi cái pop it điện tử này đấy các bạn ạ. Đây là pop it thế hệ mới được sản xuất năm 2023. Nào, bóc ra xem này. Wow, xịn sò luôn này các bạn. Nó có thiết kế nhìn giống như một cái tay cầm chơi game vậy. Và đằng sau có một cái cục lồi lồi ra. Mình biết rồi, cái này có thể đẩy lên. Đó. Bấm pop pop như cái nút này. Và mình sẽ dùng cái phần đằng sau đẩy lên. Và theo như mình tìm hiểu thì cái máy pop it này có tận 4 chế độ chơi liền. Bây giờ các bạn cùng mình khám phá xem các chế độ chơi của nó như thế nào nhá. Ngoài bấm như bình thường rất là thư giãn thì nó còn có các chế độ chơi khác. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bật lên nha. Đây, chế độ 1 sẽ là chế độ đột phá. Chúng mình sẽ bấm theo những cái đèn phát sáng ra nhá. Và có tận 30 màn chơi liền. Đây, giờ mình sẽ bấm vào. Đèn sáng tới đâu chúng mình sẽ bấm theo những cái nút đã được sáng nhá. Và phải bấm trong thời gian quy định. Nếu mà bấm lâu quá thì sẽ bị thua cuộc luôn. Đó, mình đã vượt qua một màn rồi. Bây giờ sẽ sang màn số 2. Khi mà chúng ta bấm thành công thì đèn sẽ tắt. Yeah, mình đã qua màn số 2 rồi. Đó, càng ngày sẽ càng có nhiều nút các bạn ơi. Chúng mình phải cố gắng vượt qua nhá. Bây giờ mình sẽ quay sang chế độ số 2. Chế độ số 2 có tên là ghi nhớ. Từng cái đèn sẽ hiện lên vào các nút này. Chúng mình sẽ ghi nhớ theo cái thứ tự đó. Nếu mà ghi nhớ sai sẽ thua cuộc nhá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chơi đây. Đấy, level đầu tiên sẽ rất dễ. Chỉ có 2 cái nhớ thôi. Càng về sau sẽ càng khó hơn. Yeah, đã qua level 1 rồi. Bây giờ sẽ có 3 nút bấm nha. Chúng ta bấm đến khi nào đèn sáng thì là thành công. Qua được cả màn 2 rồi. Khi nào có thời gian mình nhất định sẽ phá nào cái máy này. Còn bây giờ mình sẽ phải ăn cái que cay thôi. Ui, lần đầu mình được ăn cái que cay to như thế này luôn. À, trời ơi. Wow. Oh my god. Wow. Anh lấy tiền đâu ra mua đồ chơi, mua đồ ăn này. Mau đưa cho em ăn cùng không em mách mẹ đấy. Mày mơ à? Đây anh kể cho. Em đang có người ở gần bên. Nhưng anh sẽ dặn đứng ngay đây và chờ em. Mưa giông. Đây, đỉnh chưa? Còn có cả pop it điện tử nha. Trời ơi, mày đã bao giờ nhìn thấy cái pop it xịn như thế này chưa? Chưa, em chưa được nhìn thấy bao giờ luôn đi. Chắc sẽ thử cái nào. Mơ à? Lúc nãy anh mượn mày cái pop it mày có cho mượn đâu. Nên là thôi nhá, đừng có mà hòng mượn của anh. Anh làm rơi xong có một cho thật á? Anh thề luôn đấy. Thề có bóng đèn đây này. Thôi em đi ra ngoài đây.
chắc là anh bố mắt không nói phép mình đâu. Hình như là chỗ này rồi. Mình sẽ thả hết đồ chơi ra, kiểu gì ông bố sẽ cho mình đồ chơi xịn hơn. Bao giờ đồ chơi mới biến mất nhỉ? Ông Bụt ơi, cháu làm rơi đồ chơi rồi kìa, ông đổi cho cháu đi. 1 hour later. Lâu thế nhỉ, đồ chơi mãi mà chưa biến mất. 1 hour later. Cậu gái này tham lam quá. 1 hour later. Trời tối rồi. Đúng đồ chơi của mình biến mất rồi. Hình như phải khóc cũng được đúng không? Bây giờ mình sẽ khóc thật to. Mất hết đồ chơi rồi. Đã 3 tiếng trôi qua rồi, sao một vẫn chưa hiện ra? Mình mất hết đồ chơi rồi à?